Chào các bạn nha, mình vừa cài xong hệ điều hành MacBook. Bây giờ mình đang có nhu cầu là cần cài cái driver con máy in Epson. Con này tên là Epson 121. Bây giờ mình sẽ cắm dây cáp con máy in vào nha. Ok, mình cắm luôn. Chờ một chút xem là nó có cái tín hiệu gì đặc biệt không. Bây giờ mình sẽ bật nguồn cái con máy Epson. Nó hỏi là bạn có muốn tải về và cài đặt phần mềm cho máy in Epson L120 series không. Mình chọn cài đặt. Thế là nó có tính tự động cao, như vậy là cài khá dễ. Khả năng là do cái hệ điều hành Mac OS phiên bản bản Yosemite này được thiết kế khá là ổn. Nếu mà năm nữa nó cài được là mình thấy là khá là ổn, bởi vì hệ điều hành trước phiên bản Mac OS trước là mình có thể cài được máy in, thế nhưng mà lệnh in báo lỗi, in test vẫn ra giấy nhưng mà lệnh in từ Word Excel hoặc là in từ ảnh báo lỗi không cho in. Thế như vậy mình mới cài lại cái phiên bản Mac OS này, mình cài sang phiên bản khác. Nhưng mà nó có tính tự động này là mình thấy nó cũng khá hay. Nó sẽ dễ đi khá nhiều. Với phiên bản trước thì mình thấy là mình phải đi lên trang chủ mình tải về. Trang chủ đã gợi ý cho mình, đã phát hiện cho mình là phiên bản hiện tại đang là phiên bản gì. Thế nhưng mà khi mình kích vào tải về bình thường, nhưng mà khi cài lên thì cài xong thì Word Excel vẫn nhận ra, thế nhưng mà in thì lại báo lỗi, in không ra giấy. Hiện tại nó vừa báo là cài hoàn thành rồi. Bây giờ mình cần tìm một cái gì đó để mình in. Mình thử mở cái này như sao đây, mình có thấy cái danh mục hàng hóa, mình tự in thử xem nào. Mình vào mục tệp này, mình chọn là in này. Đây có con Epson vừa tự cài ra này, mình thử in xem sao. Ra giấy các bạn, con này cài khá dễ đấy. Định hướng dẫn các bạn cái cài con máy in màu này, nhưng mà hệ điều hành này nó lại tự động nó nhận diện được driver nên nó tự tải về, nên là mình cũng không biết hướng dẫn gì thêm. Đây, xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại video sau nhé.